xin chào quý anh chị cùng quý vị khách quý đã trở lại kênh YouTube của Sàn Ô Tô Việt Nam. Lần đầu tiên em vừa gửi đến quý vị khách quý những lời chào trân trọng nhất trong đầu tuần hôm nay. Đầu tuần hôm nay rất tuyệt vời đúng không quý vị? Hà Nội hửng nắng, nắng rất là to, chắc có lẽ phải rơi đến 38 cho đến 40 độ C. Mồ hôi chảy ra để giảm cho mình eo thon thêm một chút nữa. Thì Sàn Ô Tô Việt Nam tung ra những sản phẩm mới để chúng ta tránh mưa, tránh nắng, ngồi vào trong mát lạnh như điều hòa của gia đình nhà mình. Để các con mình đi chơi để có một mùa hè thật vui để chuẩn bị đón năm học mới năm 2023. Và ngay lúc này đây, một chiếc xe Tucson với động cơ 1.6 turbo được xuất hiện tại sàn. Máy mương đang chào bán với giá là 855 triệu đồng, sản xuất năm 2019. Một thời đẳng cấp, một thời lịch lãm, một thời oai hùng, đó là S500. Với động cơ bao nhiêu quý vị? Với động cơ cực nhỏ, ăn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, máy mương đang chào bán cho chiếc S500 với giá tiền là 880 triệu đồng cho chiếc xe giống biển, biển 88. Thì giá 880 triệu đồng có xứng đáng hay không thì máy quay đưa gần lại đây để nhìn thấy biểu tượng của Mercedes-Benz quá đẹp mà tản nhiệt trước được mạ chrome cao cấp sáng loáng, kết hợp với rất nhiều biểu tượng Mercedes-Benz, 4 vị trí nhớ ghế cho chiếc Mercedes-S500, đôi đèn bi xenon kết hợp với những dải đèn LED cực kỳ tuyệt vời cho chiếc xe đúng không quý vị? Thì bên cạnh đó cũng không khác phần long trọng, một chiếc Mercedes nhập khẩu thì em cũng không phần kém, đó là GL350D máy dầu số tự động với động cơ 3.0. Máy mương đang chào bán với giá 1.980 triệu đồng cho chiếc xe GL350. Cam 360 quanh xe cho chiếc xe biển kiểm soát 30E93087 mang tên em trai của mình. Thì có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không thì máy quay nhớ là sát gần lại để cho quý vị nhìn thấy vẻ đẹp của nó nhé. Một chiếc xe 7 chỗ được độ full đồ, đó là Fortuneo thì em gọi là chanh leo cho nó nhanh quý vị nhé. Một chiếc xe chanh leo chanh xả cực đẹp với động cơ 2.0, 7 chỗ xe độ rất nhiều đồ cho chiếc xe. Một chiếc xe full kịch độ EcoBoost, cửa tự động đầy đủ, đăng kiểm song hành cùng đường bộ đến cuối năm 2022. Mấy đạn đăng kiểm song hành cùng đường bộ, giá mương đang chào bán với giá là 1 tỷ 100 triệu đồng cho chiếc xe dưa leo cực đẹp. Thì cạnh dưa leo thì cũng không kém phần oai phong lừng lẫy cho năm 2010, thì đó là GLK 300 với động cơ 3.0. Máy mương đang chào bán với giá chỉ có trên 500 triệu đồng thôi, mà năm 2010 thì anh chủ bỏ ra hơn 2 tỷ. Em mương bán bằng 1/5 của năm đó là 520 triệu đồng. Còn đây là một chiếc xe Mazda 6 phân khúc D với động cơ 2.0 bản Premium. Em mương đang chào bán với biển kiểm soát 19A17368, một biển soát quá đẹp, mà giá em mương chào bán chỉ có 685 triệu đồng cho chiếc xe Mazda 6 với động cơ 2.0 sản xuất 2017 quý vị nhé. Máy quay đưa chuyến sâu vào đây nào để nhìn thấy những chiếc xe của sàn đang bán nào. Tung ra thị trường rất gọn gàng đúng không quý vị? Đánh nhanh, thắng nhanh, đó là chiến lược của các chiến binh ngày xưa, thì chúng ta cũng học theo quý vị nhé. Đây là một chiếc xe gì màu đỏ rực rỡ mà nhập khẩu nguyên chiếc thế này mà quá mới. Mà tại sao em lại ẩm duyên đến như vậy? Biển kiểm soát 30A07368 quá đẹp. Thì đó là một chiếc xe gì vậy quý vị? Đó là Range Rover răng vâu nhỏ, được gọi là Evoque, nhập khẩu nguyên chiếc tại Anh Quốc, mà em Hương đang tung ra thị trường chào bán với giá là ngoài 900 một xíu, nhưng hôm nay em Hương sẽ bán 900 cho chiếc xe đó. Cũng vẫn là Mazda 6 với động cơ 2.0 Premium, biển kiểm soát Hà Nội, mà em Hương đang chào bán cho chiếc xe này là 685 triệu đồng. Chúng ta hướng về phía sau nào. Cuối cùng em cũng có người yêu, em cũng có người thương. Em cũng có người yêu và em cũng có người thương cho chiếc xe này. Còn đây là một chiếc xe quá tuyệt vời, đó là chiếc xe thuốc chuột rất khó kiếm, đó là Vios với động cơ 1.5 em mương chào bán với giá 330 triệu đồng, sản xuất 2010 quý vị nhé. Màu đỏ cực đẹp, mua cho bà xã của mình đi chợ cũng được, mà thi thoảng mà bà xã để nhà mình mượn đi uống rượu uống bia cùng các bạn cũng rất là hợp lý. Vì lý do làm sao? Mình để xe ở ngoài đường mình không sợ mất một cái gì cả, vì lý do là họ không lấy đâu. Còn đây là một chiếc xe Rexxer LS460 với động cơ 4.6, sản xuất năm 2007, form 2008, mà đăng ký lần đầu tại Việt Nam năm 2016. Em mương chào bán với giá 900 triệu đồng.
Còn đây là một chiếc xe Focus với động cơ 2.0 bản Titanium, khung gầm sexy của Mỹ, công nghệ Mỹ, model 2015, cảnh báo lệch làn và rất nhiều tiện ích khác và tầm phân khúc khác không có được xe một chủ từ đầu. Xe chạy hơn 6 vạn km mà em Hương chào bán với giá 435 triệu đồng. Có người gửi bán Bác Vượng với động cơ cực nhỏ 1.5 mà em Hương đang chào bán với giá 330 triệu đồng. Còn đây là một chiếc xe Range Rover trị giá cho năm 2009 đến hàng chục tỷ đồng. Mà em Hương chào bán với giá chưa đến 1 tỷ đồng. Chưa đến 1 tỷ đồng quý vị nhé. Giá trị của chiếc xe trên chục tỷ đồng. Mà em Hương chào bán với giá chỉ có chưa đến tỷ đồng. Giống như chiếc Mercedes GR cho năm 2014 thì anh chủ bỏ ra đến 7 tỷ có lẻ. Tiện nghi của chiếc xe thì quá sang trọng và hoành tráng. Với những động cơ phải nói là kinh khủng cho năm đó. Xe được trang bị 3 cửa nóc riêng biệt, kết hợp với 4 khoang điều hòa riêng biệt mắt sâu. Và hàng ghế đằng sau cuối cùng cũng sử dụng bằng trình điện. Cốp điện đầy đủ, nâng hạ gầm, cam 360 quanh xe, ghế trình điện vị trí như ghế. Cảnh báo lệch làn cho năm 2014 nhập Mỹ thì chiếc xe GL350 với động cơ như vậy quá hoàn hảo, đúng không quý vị? Những tán đinh xung quanh của nhà máy đưa ra đánh dấu rất kỹ cho chiếc xe. Chất xe thì em Hương đã bảo hành, nếu sai em cam kết nhận lại xe, trả lại tiền và tặng quý vị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch trị giá 10 triệu đồng cho những chiếc xe em Hương nói ra là không đâm. Mà nếu quý vị chỉ cần phát hiện ra đâm thì nhất định em sẽ nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị. Một mẫu ngọc trai cực kỳ cho chiếc xe 7 chỗ 4matic, đó là GL350 máy rộng. Ăn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, đúng không quý vị? Một chiếc xe phân khúc D của Bác Vượng rộng hơn những chiếc xe khác. Đó là VinFast động cơ 2.0 sản xuất năm 2000 bao nhiêu quý vị? 2020 đăng kiểm xong hành đường bộ, đến năm 2023 em Hương chào bán với giá 770 triệu đồng. Còn rất nhiều các dòng xe khác đang trên đường về và quý vị muốn biết thông tin chi tiết của những chiếc xe chào bán tại sàn thì rất giản đơn và nhấc máy gọi ngay cho em Hương của mình là 0917399798 hoặc website sanautovietnam.com. Một chiếc xe Mazda với động cơ 1.5 sản xuất năm 2016 em Hương đang chào bán với giá là bao nhiêu tiền quý vị? Là bao nhiêu? Là 495 triệu đồng cho chiếc xe Mazda. Và một lần nữa thì không biết nói gì hơn, chỉ nói với quý vị một điều: cảm ơn quý vị rất rất nhiều trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành sát cánh cùng công ty. Đó là một điều vinh dự nhất mà quý vị đang dành cho công ty chúng tôi. Và xin thân ái và hẹn gặp lại quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.